Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người đã vì thương con xin xuống làm người, đã vì yêu con chết trên thập hình. Xin tạ ơn Thiên Chúa hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con để con đi trong tình yêu đắp xây cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui xây đắp tương lai cho danh Chúa ra người. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đời biết bao kỳ công. Trời mây bát ngát, núi non chập trùng, biển cả mênh mông. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người chấp nhận hy sinh, quên cả thân mình, chấp nhận điều linh chết cho ân tình. Để con đi loan tin vui
khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho danh Chúa rạng ngời. Để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho danh Chúa rạng ngời. Để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho danh Chúa rạng ngời. Để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho danh Chúa rạng ngời. Để con... Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Cha Tô Ma giáo phận, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha. Giờ đây chúng con xin trân trọng kính mời cha xứ sẽ giới thiệu với đức cha và cộng đoàn về công trình xây dựng nhà thờ cũng như tiếp hiệu nhà thờ và bổn mạng. Chúng con xin được trân trọng kính mời cha. Trọng kính đức cha Tô Ma giáo mục giáo phận, kính thưa quý cha và cộng đoàn. Cộng đoàn giáo họ Văn Lý chúng con được thành lập từ năm 1937. Lúc ban đầu chỉ có một số gia đình, có một nhà nguyện đơn sơ cấp 4, và cộng đoàn đã nhận Thánh Vinh Sơn làm đấng bổn mạng. Qua dòng thời gian, căn nhà nguyện cấp 4 của giáo họ chúng con đã bị hư hỏng. Đến năm 1989, được phép của đức cha giáo phận và cha xứ Đa Minh Hoàng Văn Kiểu, nhà thờ giáo họ chúng con lại được xây dựng lại với chiều dài 23 mét, chiều ngang 7 mét, và với dòng thời gian
nhà thờ lại bị hư hỏng. Và đến năm 2010, được phép của Đức Cha Giáo Phận với sự chỉ đạo của Cha xứ Giuse Phạm Văn Toan, với lòng quyết tâm đóng góp tiền của công sức của toàn thể cộng đoàn giáo họ và với sự giúp đỡ của các ân nhân xa gần, nhà thờ giáo họ chúng con đã được xây dựng lại với chiều dài 33 mét, chiều ngang 10 mét, tường cao 7 mét, nóc cao 10 mét, tháp chuông 22 mét, tung đầu nhà thờ 12 mét. Và cho đến nay, sân và khuôn viên nhà thờ đã được hoàn thành với con số giáo dân hiện nay là 260 nhân danh. Nay, chúng con kính xin Đức Cha thương cắt băng khánh thành, làm phép nhà thờ, bàn thờ và dân thánh lễ tạ ơn Chúa, kính thánh vinh sơn bổn mạng cho cộng đoàn giáo họ chúng con. Chúng con xin kính mời Đức Cha. Chúng tôi đang một trong cái tay một chút mừng cho cộng đoàn giáo họ. Nơi ngôi nhà thờ chúng ta đang
khỏe của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Vinh Sơn qua ngày giáo họ. Vì vậy, chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa, cũng yêu cầu xin ơn bình an hiện nhất trong giáo họ thân yêu chúng ta. Chúng ta cũng nhớ tới các đấng Phật đã coi sóc giáo họ chúng ta, cùng với rất nhiều quý khách, quý anh em xa gần đã và đang giúp đỡ chúng ta trong công trình này, đặc biệt cầu nguyện cho quý thân nhân đã ra đi trước chúng ta, để xin Chúa đón nhận tất cả trong vòng tay yêu thương của Chúa. Và giờ đây, chúng ta xuất sáng tham dự nghi thức làm phép nhà thờ và bàn thờ mới này qua y tế tạ ơn hôm nay. Chúng ta chú tâm tham dự bàn tiệc của Chúa, nâng lòng lên đến niềm việc trong thánh thiện. Khi xuân họp nơi một bàn thờ, chúng ta tới gần Chúa Kitô là đã tạng sống động để chúng ta lớn lên thành đền thánh. Giờ đây chúng ta khẩn khoản này xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta đón thương làm phép nước này, để đẩy trên chúng ta làm giữ chỉ thống hối và đã lại những chiếc lửa tội, đồng thời cũng để thanh tẩy tường mới và bàn thờ mới này. Lạy Chúa, nhờ Chúa mọi vật đều nhìn thấy ánh sáng ban sự sống. Chúa ta thiết yêu thương loài người nên nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha, mà còn rủ lòng thương lấy xương xa ba cái đưa họ sạch mọi tội lỗi và không ngừng chân đưa họ về với Đức Kitô là thủ lãnh. Qua thế vì lòng thương Chúa đã những ai vương mang tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh thì được cùng chết với Đức Kitô và được trôi dậy trong sành, trở nên chi thể của người và cùng người thừa kế phần hướng đời đời. Vì vậy xin Chúa ban phúc lành thánh hóa nước này để khi lạy trên chúng con và các từ nhà thờ và bàn thờ mới này, nước ấy trở nên dấu chỉ thương nước thanh tẩy kia rồi đã gột rửa chúng con trong Đức Kitô, làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Xin Chúa thương ban cho chúng con và mọi anh chị em sẽ cử hành mầu nhiệm thánh trong nhà thờ này được đặt tại Jerusalem trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Làm phép nhà thờ và bàn thờ mới này ở dưới đất
nơi bàn thờ cao sang của người trên trời cho đến muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên cánh tầng trời. Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều
đều khóc. Khi nghe lời sách luật, ông Ép-na còn nói với dân chúng rằng: anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thành hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Đó là lời Chúa. Thank you.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời người đã nói. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, có phần nghi thức đầu lễ chúng ta đã chứng kiến ngôi nhà thờ của giáo họ Phan Lý của chúng ta đã được Lạy Nước Thánh làm phép để thanh tẩy tất cả các tường của nhà thờ mới này, và qua nghi thức làm phép đó thì phục vụ cũng cho chúng ta biết và xác tín rằng tất cả các tượng mới trong nhà thờ cũng được thánh hóa và làm phép. Và qua đó chúng ta thấy một bầu khí linh thánh bao tỏa tất cả cộng đoàn phục vụ chúng ta khi chúng ta ngồi trong ngôi nhà thờ này, và đặc biệt để chúng ta cùng nhau dâng tiến lễ tế tạ ơn Chúa tại bàn thờ mới của ngôi nhà thờ giáo họ Phan Lý thân yêu chúng ta. Vâng, với một vài minh họa đó để chúng ta cũng thấy rằng ngôi nhà thờ này sau khi đã được làm phép và thánh hóa không còn phải là một ngôi nhà vật chất bình thường để chúng ta có thể dùng làm nơi gọi là tạm trú hay buôn bán cách này cách khác. Ngôi nhà này đã được dâng hiến cho Thiên Chúa, và đặc biệt đây chính là ngôi nhà cầu nguyện, ngôi nhà mà chúng ta tới đây để gặp gỡ Chúa, cũng như gặp nhau để cùng dâng lên Chúa những tâm tình ngợi khen tạ ơn chân thành của chúng ta, nhất là tâm tình của hơn 260 con tin thuộc giáo họ Phan Lý này cùng muốn hợp với mọi người trong thánh lễ tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Vâng, mỗi ngôi nhà thờ mà chúng ta tới tham dự, và đặc biệt tại chính ngôi nhà thờ được làm phép cách băng khánh thành ngày hôm nay, chính là nơi mà Thiên Chúa quy tụ tất cả chúng ta. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Người. Chúa quy tụ chúng ta lại nơi đây để bao bọc che chở chúng ta, ban muôn ơn lành cho mỗi người chúng ta. Và chính là nơi mà Thiên Chúa hẹn hò chúng ta tới gặp Chúa, gặp Chúa qua những giờ cầu nguyện, gặp Chúa đặc biệt qua các thánh lễ, gặp Chúa qua phục vụ, cũng như khi chúng ta cử hành các bí tích để chúng ta đón nhận biết bao nhiêu ơn lành mà Chúa thương tuôn đổ xuống trên cả cộng đoàn chúng ta, cũng như trên đời sống của mỗi người tin hữu chúng ta. Đặc biệt với quý vị cao niên, khi chúng ta đã được chứng kiến ngôi nhà thờ đầu tiên của giáo họ chúng ta, khi giáo họ chúng ta mới được thành lập, từ những ngôi nhà cấp 4 thô sơ nhỏ bé chật hẹp, chúng ta đều ước mong để chung lưng góp sức dâng kính Chúa một công trình ngôi nhà Chúa nguy nga tốt đẹp như chúng ta thấy ngày hôm nay. Và mặc dù tại những nơi ngôi nhà thờ chật hẹp nhỏ bé đơn sơ, nhưng chính mỗi người chúng ta đã đón nhận được biết bao nhiêu ơn hạnh của Chúa
vì Chúa luôn thương yêu chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, đặc biệt qua thánh lễ, qua phục vụ, qua các bí tích. Chắc chắn là nhiều người trong giáo họ chúng ta đã được cha mẹ tới tới ngôi nhà thờ của giáo họ này để được rửa tội, để được chiêm đạo, để được làm con Thiên Chúa, để được gia nhập vào hội thánh. Rồi cũng tại ngôi nhà thờ của giáo họ, chúng ta đã cử hành thánh lễ, được đón nhận biết bao nhiêu bí tích. Đặc biệt như mùa chay chúng ta đang sống, chúng ta tới với tòa giả tội để đón nhận bí tích giao hòa, để được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Rồi chắc cũng là nhiều người trong số chúng ta đang còn ngồi đây cũng đã tới đây khi chúng ta muốn bày tỏ và ký kết giao ước tình yêu trong đời sống hôn nhân. Cả cộng đoàn tại giáo họ này cũng đã chứng kiến lễ cưới của nhiều người trong chúng ta tại những ngôi nhà thờ trước đây. Và từ ngôi nhà thờ mới này, chắc chắn những điều đó vẫn còn diễn ra từ các bí tích, từ phục vụ và đặc biệt qua các thánh lễ chúng ta dâng, nhất là thánh lễ tạ ơn chúng ta dâng lên Chúa ngày hôm nay. Vì niềm mơ ước của mọi người chúng ta không chỉ là có được một ngôi nhà dân kính Chúa, nhưng chúng ta muốn bày tỏ niềm tin của chúng ta. Chúng ta cũng muốn nói đến cái sự liên đới hiệp nhất, đoàn kết yêu thương cho nhóm họ chúng ta. Và điều mà chúng ta dân kính Chúa trước hết là làm sao? Thưa, chính là tạo dựng một công trình nhà Chúa cho tốt đẹp, để rồi chúng ta tin rằng nơi đây Thiên Chúa ngự trị, hiện diện, mời gọi chúng ta đến với người. Ngôi nhà của Thiên Chúa là ngôi nhà cầu nguyện, như chúng ta cũng vừa nghe trong Tin Mừng Gioan. Khi Chúa Giêsu xua đuổi tất cả những người buôn bán đổ trách tiền bạc ra khỏi đền thờ để trả lại cho chính đền thờ Jerusalem, ý nghĩa thánh thiện và nguyên thủy đầu tiên chính là ngôi nhà dân kính Chúa, ngôi nhà để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Thiên Chúa hiện diện, chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và cầu nguyện trong cuộc đời của một người tín hữu chúng ta, đặc biệt trong mùa chay thánh này, không phải là những gì rước sách hoành tráng bên ngoài, cũng không phải là những gì chúng ta tổ chức có tư cách phô trương, nhưng chính là từ tâm tình của mỗi người chúng ta. Chúng ta thưa lên với Chúa những nguyện vọng, những ước mơ của chúng ta. Trước hết chúng ta tạ ơn ngợi khen Chúa, vì khi chúng ta nhận ra những hồng ân, những ơn lành Chúa ban, chúng ta biết tạ ơn Chúa từ những tâm tình của chúng ta và kết hợp với cộng đoàn, nhất là trong thánh lễ. Đó chính là chúng ta cầu nguyện với Chúa. Rồi trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng thấy chúng ta tới với Chúa thì chúng ta cầu xin với Chúa nhiều hơn. Vâng, Chúa cũng muốn chúng ta bày tỏ với Chúa từ những nhu cầu của mỗi bản thân chúng ta, nhu cầu của gia đình chúng ta, nhu cầu của cả giáo họ chúng ta, biết bao nhiêu những nhu cầu vật chất và tinh thần, từ cuộc sống làm ăn vất vả, từ con cái ốm đau nghe con cái đi xa, bệnh tật các này các khác. Đó là mỗi gia đình chúng ta, rồi cả giáo họ chúng ta biết bao nhiêu những nhu cầu, và nhu cầu lớn lao nhất mà chúng ta đã bày tỏ với Chúa và Chúa đã chấp nhận, chính là tạo dựng cho Chúa một ngôi nhà mà chúng ta cắt băng thánh thành và xin Chúa làm phép ngày hôm nay. Đời sống cầu nguyện của chúng ta đơn giản chỉ có vậy thôi, nhưng chính chúng ta khi tới với Chúa và chúng ta bày tỏ với Chúa với tất cả những tâm tình đơn sơ chân thành của chúng ta, chính là chúng ta đang sống đạo dưới đạo, chính là chúng ta đang cầu nguyện với Chúa. Và khi chúng ta hợp nhất lại với nhau qua phục vụ, qua thánh lễ, cũng như khi đón nhận các bí tích, chính là chúng ta chung lời tạ ơn Chúa, cũng như chung lời cầu xin Chúa vì những điều cần thiết cho mỗi người, mỗi gia đình, cũng như cả giáo họ chúng ta. Để từ đó chúng ta thấy là ngôi nhà thờ của giáo họ chúng ta hôm nay đã được làm phép và thánh hóa, để một đàng chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa, đàng khác chúng ta cũng cố gắng trân trọng và cố gắng bảo vệ, gìn giữ, làm sao cho luôn sạch đẹp, tinh tuyền,
mặc dù thời gian cũng đã trôi đi, con số giáo dân của chúng ta chắc chắn mỗi ngày cũng phát triển lên. Có thể ngôi nhà thờ này rồi cũng sẽ cũ kỹ đi, nhưng điều mà chúng ta cần lưu ý cũng như giáo hội muốn cho chúng ta thực hiện chính là chúng ta bảo vệ không chỉ là ngôi nhà vật chất bên ngoài này để nó được luôn tinh tuyền đẹp đẽ. Chắc chắn thời gian sẽ làm cho cụ kỹ đi, nó không còn được đẹp đẽ tinh tuyền như ngày các ban khánh thành như hôm nay, nhưng để chúng ta ý thức cùng chung lưng góp sức bảo vệ duy trì ngôi nhà Chúa. Và ngôi nhà Chúa này cũng là tượng trưng cho đền thờ tâm hồn của mỗi người giáo dân chúng ta. Chính chúng ta đã được tái sinh nhờ bí tích rửa tội, và bí tích rửa tội đó mỗi người chúng ta cũng sắp lập lại lời tuyên hứa đó trong đêm canh thức phục sinh trong gần 2 tuần lễ sắp tới, để chúng ta thấy rằng đó chính là công nghiệp của Đức Kitô đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta đã được sạch mọi tội lỗi và chúng ta được trở nên dân riêng của Chúa, con cái của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô đã chết và sống lại để tha thứ tội lỗi chúng ta, để cho chúng ta được đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa. Vâng, khi chúng ta nhớ tới những điều đó, để chúng ta biết chung lời tạ ơn Chúa. Và nói tới ngôi nhà thờ của giáo họ chúng ta, khi chúng ta tham dự các thánh lễ tại các nơi hay tại giáo xứ Lạc Thiện chẳng hạn, chúng ta cũng thấy rằng không có nhà thờ nào mà lại không có bàn thờ đặt ở nơi cung thánh là nơi trang trọng nhất. Ngày hôm nay chúng ta cũng xin Chúa làm phép bàn thờ mới này được đặt tại nhà thờ của giáo họ Văn Ly chúng ta. Vâng, chính bàn thờ này là tượng trưng cho thân mình Đức Kitô được hiến tế trên thập giá. Như chúng ta vừa nhắc lại, Ngài đã chịu chết trên thập giá và sau đó Ngài sống lại để ban ơn cứu độ, ban ơn giải thoát cho chúng ta. Và tại nơi bàn thờ này tượng trưng cho thân thể của Ngài, để chúng ta tới đây tôn kính Ngài, yêu mến Ngài, thờ lễ Ngài. Và chính chúng ta dâng chót cuộc đời của mỗi người chúng ta kết thiệp với hy tế của Đức Kitô trên bàn thờ thập giá. Chúng ta dâng của lễ cuộc sống của chúng ta, chúng ta dâng của lễ của cả cộng đoàn của giáo hội của chúng ta, kết hiệp với bánh và rượu được biến nên mình và máu Thánh Chúa Kitô tại chính bàn thờ này, để rồi từ đó Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và đặc biệt Chúa lại nuôi dưỡng mỗi người chúng ta bằng chính thịt máu của người. Khi chúng ta lo giữ đền thờ tâm hồn của mỗi người chúng ta để luôn tinh tuyền đẹp đẽ, để rồi khi chúng ta cũng giữ những điều kiện đầy đủ và xứng đáng, thì mỗi thánh lễ chúng ta dâng, chúng ta đã được mời gọi đến dự tiệc chiên của Thiên Chúa đấng đã gánh tội trần gian vì yêu thương chúng ta. Chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng chính thịt máu Chúa Kitô nuôi dưỡng chúng ta tại chính bàn thờ này. Vâng, một vài ý nghĩa quan trọng đó chia sẻ với cộng đoàn phục vụ chúng ta, để chúng ta thấy rằng qua việc các băng khánh thành cũng như là phép ngôi nhà thờ và bàn thờ mới của giáo họ chúng ta hôm nay, chúng ta không chỉ tạ ơn hay là tự hào vui mừng vì chúng ta đã có nhà thờ mới hay bàn thờ mới, nhưng niềm vui của chúng ta sâu xa hơn vì chính Chúa đang yêu thương chúng ta, chính Chúa đang ban rất nhiều ơn lành cho chúng ta, chính Chúa nuôi dưỡng chúng ta tại bàn thờ này, tại ngôi nhà thờ mà chúng ta được quy tụ nơi đây để trở thành dân riêng của Chúa. Để khi chúng ta đã ý thức được những điều căn bản quan trọng đó, chắc chắn chúng ta sẽ yêu mến Chúa hơn và chúng ta sẽ cố gắng để sống tâm tình tạ ơn Chúa với tất cả sự chân thành từ đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta không chỉ tạ ơn Chúa qua thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay hay qua những bữa tiệc mừng hay những liên hoan văn nghệ bên ngoài, nhưng tâm tình tạ ơn của chúng ta phải được kéo dài mãi trong suốt cuộc sống của mỗi người chúng ta, vì hàng ngày
chúng ta được đón nhận rất nhiều hồng ân và tình thương của Chúa, đặc biệt qua công nghiệp của Đức Kitô chết và sống lại vì yêu thương như cứu chuộc mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, khi chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo họ đã được thành lập cách đây 62 năm, khi các bậc tiền nhân cha ông chúng ta tới đây lập nghiệp và sinh sống, và chúng ta quy tụ lại với nhau để giáo họ văn lý này được thành lập, và đặc biệt chúng ta đã chọn Thánh Vinh Sơn làm quan thầy của giáo họ chúng ta. Và như chúng ta cũng gợi ý từ đầu đấy, với những ngôi nhà thờ cũ đã qua đi cũng nói lên niềm tin của mỗi người giáo dân chúng ta sinh sống nơi đây. Và ngày hôm nay ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực khi chúng ta xây được một ngôi nhà kiên cố, một ngôi nhà nguy nga xứng tầm với con số thám đơn của giáo họ chúng ta, để tất cả chúng ta có một ngôi nhà dân kính Chúa và nơi chúng ta tới gặp nhau cùng gặp Chúa, dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn ngợi khen cũng như những lời cầu xin chân thành của chúng ta. Gợi lại với cộng đoàn chúng ta một vài nét lịch sử của giáo họ chúng ta với công trình mà chúng ta được Chúa chúc lành ngày hôm nay, để chúng ta càng ý thức hơn những ơn lành Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta cũng như cả giáo họ chúng ta. Và chúng ta quy tụ lại đặc biệt trong thánh lễ tạ ơn này để dâng lên Chúa với tất cả tâm tình tạ ơn sâu xa của mỗi người chúng ta trong giáo họ văn lý thân yêu này. Và như chúng ta cũng nghe trong bài đọc một trích sách tiên tri Lê-kê-mi-a, dân Do Thái ngày xưa mỗi lần quy tụ về đền thờ ngôi nhà Chúa thì cũng mở tiệc ăn mừng cũng như bày tỏ niềm hân hoan của mình. Nhưng nếu chúng ta để ý kỹ, chúng ta cũng thấy lời sáng thánh nhắc nhở chúng ta hãy vui mừng, đừng có khóc lóc sầu thương, cũng như bày tỏ niềm vui đó qua những bữa tiệc mừng từ thịt béo rượu ngon mà chúng ta chung chia với nhau, thì lời sáng thánh cũng nhắc nhở chúng ta hãy quan tâm để ý tới những người nghèo khó, những người không có của ăn, để chúng ta biết chia sẻ với họ. Vâng, chúng ta khi sống tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cũng hãy biết chia sẻ với anh chị em của chúng ta, dù là những người công giáo, dù là những anh chị em tôn giáo bạn rất nhiều sống chung quanh chúng ta tại miền đất này. Chúng ta hãy chia sẻ với họ từ của ăn vật chất như lời sách thánh nhắc nhở chúng ta, và đặc biệt chúng ta chia sẻ về đời sống tinh thần, về niềm tin cao quý của mỗi người chúng ta. Như ngôi nhà thờ của chúng ta được khánh thành và vươn lên cao, nói lên sự hiệp nhất và niềm tin kiên vững của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng hãy biết loan báo về Chúa cho những anh chị em chưa được nghe biết tin mừng, chưa được nghe biết về đạo thánh Chúa Kitô. Và khi chúng ta biết sống đạo của mình không chỉ là qua việc chăm chỉ tới nhà thờ cầu nguyện, nhưng chúng ta hãy rao giảng nói về Chúa, đặc biệt qua cuộc sống bác ái yêu thương phục vụ giúp đỡ của mỗi người chúng ta. Có thể chúng ta chưa nói hay ho gì về đạo, và người ta cũng chẳng cần nghe chúng ta có tính cách là thuyết pháp hay ho gì về đạo, về những lý thuyết trong đạo của chúng ta. Nhưng những anh chị em tôn giáo bạn chắc chắn người ta cứ nhìn vào cuộc sống của chúng ta, vì đạo của chúng ta là đạo bác ái yêu thương, xem chúng ta có yêu thương nhau, chúng ta có phục vụ giúp đỡ nhau, chúng ta có quan tâm tới những người nghèo khổ thiếu thốn neo đơn hay không. Đó chính là những lời lan giảng hùng hồn để chúng ta loan báo về tin mừng, loan báo về đạo của chúng ta. Và một gương cho mỗi người chúng ta chính là Thánh Vinh Sơn Quan Thầy. Qua cuộc sống cũng như mẫu gương của Ngài, Ngài cũng đã nêu gương cho chúng ta những điều đó. Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã nói thương nhận lời của tất cả chúng ta,
trong việc khứng nhận để tâm tình của chúng ta dâng kính Chúa, ngôi nhà thờ và bàn thờ mới được làm phép hôm nay. Xin Ngài cũng luôn đồng hành gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Ngài, và đặc biệt xin Ngài qua lời cầu cử của Thánh Phêrô qua Thầy, xin Thiên Chúa giúp cho chúng ta biết thực sự sống tâm tình tạ ơn trong cuộc sống của chúng ta, nhất là khi chúng ta biết sống tâm tình bác ái, biết sẵn sàng phục vụ giúp đỡ những người nghèo khổ, neo đơn, bệnh tật, yếu đuối. Và như vậy chúng ta an tâm rằng chúng ta đang sống tâm tình tạ ơn Chúa thực sự, và chúng ta cũng an tâm rằng chúng ta đang sống đạo, giữ đạo trong cuộc sống của chúng ta. Và đó cũng là cách cụ thể để chúng ta loan báo tin mừng rao giảng về Chúa, và đó là một cách thiết thực để chúng ta sống xứng đáng làm con cái của Thánh Linh Sơn Hoàng Thầy. Xin Chúa chúc lành cho mọi người giáo dân nơi đây, cũng như quý ân thân nhân xa gần đã và đang giúp đỡ chúng ta trong công trình nhà Chúa này, để niềm vui tạ ơn của chúng ta ngày hôm nay được kéo dài mãi trong suốt cuộc sống của chúng ta, và được Chúa chúc lành đặc biệt trong đại lễ phục sinh sắp tới. Mời cộng đoàn đến chúng ta chung lời nguyện tín ngưỡng. Anh chị em thân mến, nhà thờ là nơi đặc biệt dành cho Chúa Ngự, là nơi tín hữu tập hợp để thờ phụng Chúa, để mừng Đức Kitô phục sinh. Với tâm tình yêu mến nhà Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin. Hội Thánh luôn khuyên nhủ con cái mình giữ gìn nhà Chúa cho khang trang sạch đẹp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho lời khuyên nhủ của Hội Thánh được các tín hữu lắng nghe và thực hiện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhà thờ là nơi cầu nguyện dành cho tất cả những ai tin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả các tín hữu
Lạy Chúa, chúng con chúng tôn Chúa, Chúa đã nhận lấy sinh mạng Kitô của Chúa đã dâng trên bàn thờ thánh giá để cứu chuộc loài người. Chúa là nơi tình phu tử tập hợp dân, Chúa là nơi bàn thờ Chúa để cử hành lễ tưởng niệm người. Vì thế, lạy Chúa, xin Chúa đón nhìn đến bàn thờ này mà chúng con đã thiết lập để cử hành các mầu nhiệm của Chúa. Xin cho bàn thờ này nên nơi tập trung lời chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa, nên tế đàn để chúng con dâng nghi lễ của Đức Kitô trong nhiệt tình, nên bàn thờ để chúng con bè banh ban sự sống và ôn trên hiệp nhân, nên nguồn xuôi chảy ra cho chúng con dòng nước cứu độ muôn đời, để khi đến với Đức Kitô là tan đa sông đồng, chúng con được lớn lên trong người mà trở thành nền thánh. Và trên bàn thờ tâm hồn, chúng con dâng đời sống nỗ lực lên thánh của chúng con làm nghi lễ đẹp lòng Chúa và được Chúa chấp nhận để ca tụng vinh quang Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Ta ơn Ngài Ra và trao cho các môn đệ mà nói.
xin nhớ đến tôi nữ Chúa là các đấng rất bậc giáo hội mục giáo sứ giáo họ này, các bậc tiền nhân ân thân nhân, xin ban cho người còn sống được ơn bình an của Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin thương nhớ đến anh chị em chúng con đang nghĩ niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi tận trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Trong lần này xin Chúa thân xót tất cả chúng con, cho chúng con được đầu hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Thánh Linh Chúa Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Tam Nam Đức Thiên Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự ở khen của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo tay thất người dây, chúng ta giao nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sang, mời Cha chỉ nên, vì Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay cơm được hàng ngày, và nhờ Chúa đồng lòng thương yêu thương, chúng con sẽ luôn luôn tha khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu. Ôi tuyệt vời tiếng gọi nào rộn ra vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rìu đào ngài chúc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào, mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay. Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu. Ôi tuyệt vời nhờ đó chúng con sẽ ở đây.
đến đây thờ phượng Chúa và mai kia được cùng thần thánh chiêm ngưỡng tôn nhan đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hôm nay Thiên Chúa là Chúa tế trời tân đã cho anh chị em được cùng nhau tham dự lễ làm phép thánh đường này. Xin người ban phúc lành dồi dào cho anh chị em. Amen. Thiên Chúa đã muốn quy tụ bên Đức Kitô con yêu dấu của người mọi con cái đang tàn mát bốn phương. Xin người ban cho anh chị em được trở nên đền thánh của người và nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Anh chị em đã được phúc lành nhận uy tín thánh tình. Chúc anh chị em hằng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng và được cùng toàn thể các thánh hưởng danh nghiệp thiên quốc muôn đời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha quản hạt, Quý Cha cố, Quý Cha cùng cộng đoàn an toàn. Rồi đây, con xin giới thiệu một vị đại diện cho cộng đoàn giáo họ sẽ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý khách, quý ân thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn trong ngày cắt băng làm phép nhà thờ và bàn thờ hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Trọng kính Đức Cha Tôma cảm kính, kính thưa quý cố, quý cha quản hạt, kính thưa cha xứ, quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy, quý dì, kính thưa quý cố, quý chức ban hành giáo trong và ngoài giáo xứ, kính thưa ân nhân thân nhân cùng quý khách gần xa. Hôm nay thật một ngày hạnh phúc, một ngày đáng ghi nhớ, muôn đời đối với giáo họ ân nghĩa nhỏ bé chúng con. Từ ngày mà các bậc hiền nhân chúng con đã chân trên mảnh đất này và đã hình thành nên xóm đạo, rồi trở thành giáo họ ân nghĩa thuộc giáo xứ Chỉ Thiện xưa và nay thuộc giáo xứ Lạc Thiện, thì hôm nay lần đầu tiên giáo họ chúng con được diễn thúc đón Đức Cha giáo phận về cử hành nghi thức cắt băng thánh thành, mua thánh đường nhỏ bé và xin lễ tạ ơn Chúa và cầu bình an cho mọi người thành phần trong giáo họ. Vậy trong ngày trọng đại này, con xin được phép thay mặt cho toàn thể giáo họ nói đôi điều biết ơn. Trước hết, cộng đoàn chúng con xin trần chân thành tri ân cảm tạ Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của mẹ Maria, thánh Vinh Sơn quan thầy đã ban cho giáo họ chúng con và từng người chúng con muôn ơn lành hồn xác. Tiếp đến, chúng con chân thành cảm ơn Đức Cha, mặc dù với công việc phục vụ của giáo phận rất đầm đồ, nhưng vì tình yêu của người cha đối với đoàn con, Đức Cha yêu ái dành cho chúng con tình cảm cao quý này. Cộng đoàn chúng con xin tri ân Đức Cha. Cha nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Vinh Sơn quan thầy giáo họ ban Đức Cha sức khỏe, ơn khôn ngoan và sự bình an để Đức Cha nhỏ mãi con thầy giáo phận cập đến bình an. Xin Đức Cha tiếp tục cầu nguyện cho các họ nhỏ bé của chúng con. Cộng đoàn chúng con cũng xin cảm ơn Đức Cha cố, Đức Cha quản hạt và Đức Cha đồng tế đã về với các họ chúng con để hiện cùng với Đức Cha. Tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban ơn ơn này hồn xác đến quý cha. Chúng con cũng không quên ơn cả ơn cha xứ với tình yêu của người mục tử, cha đã hướng dẫn
và chỉ bảo chúng con rất nhiều trong công việc tổ chức thánh lễ hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Cha. Chúng con cũng xin cảm ơn quý Thầy, quý Sì cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện vì tình thương mến thương. Hôm nay quý vị đã về đây để chung chia niềm vui tạ ơn với chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bồi hộ cho quý vị. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý Cha và cộng đoàn, ăn quả những lời trồng cây cộng đoàn giáo họ chúng con có được như ngày hôm nay là nhờ lời cầu nguyện cùng với sự hướng dẫn của quý bậc đấng vợ cũng như cùng với sự hảo tâm của quý ân nhân khác gia đình người mà chúng con không thể không kể đến, đó chính là Cha Cố Đăng Hoàng Văn Kiểu. Năm 1999 đã đặt móng và xây dựng ngôi thánh đường đầu tiên cho giáo họ chúng con, nhưng vì thời cuộc và điều kiện kinh tế khó khăn, ngôi thánh đường đó đã xuống cấp lên đến năm 2010. Nguyên chính Cha Thánh Sứ Giuse Phạm Văn Toan đã chỉnh những Cha Cố Giuse và ngài đã cho phép giảm hạn và sang Nguyên Thánh Sứ Giuse đã cùng với mọi người trong giáo họ chúng con vào năm ra bắc được xuôi ngon nắng và ngôi thánh đường đã được hoàn thành. Và khi đã hoàn thành, cộng đoàn chúng con để nhớ Cha Thánh Sứ không cắt băng mà để lo lắng mở mang diện tích quân viên. Và đến hôm nay quân viên đã được hình thành. Đồng đoàn chúng con được Đức Cha thương về các văn và dân thánh tế tạ ơn. Đồng đoàn chúng con xin cảm tạ tri ân Đức Cha, cảm tạ ơn quý Cha Cố, quý Cha Nguyên Chánh Xứ Ngài Thiện. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bộ đầu cho các ngài. Xin cảm ơn quý ban hình giáo, quý ban thánh tiết. Xin cảm ơn các tổ thợ và mọi thành phần trong giáo họ đã hy sinh rất nhiều sức của để họ chúng con có được như ngày hôm nay. Trước khi con xin kính chúc Đức Cha, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Để tỏ lòng biết ơn cộng đoàn chúng con, xin kính dâng lên Đức Cha và quý Cha đó hoa tươi thắm. Xin chị Đức Cha vui lòng đón nhận. Quý Thầy, quý Dì, quý khách trở về phòng khách của giáo họ để chung chia niềm vui với chúng con trong ngày hôm nay. Và khi kết thúc thánh lễ, chúng con ước mong Đức Cha cho chúng con những kiểu ảnh để làm lưu niệm trong ngày lễ hôm nay. Chúng con xin được cảm ơn. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
Lạy Cha chư con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ biết ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay hương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Linh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta vỗ tay cảm ơn và chúc mừng cho giáo họ tâm ý nhé. Của Ngài suốt năm canh dài, con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Con sẽ ca ngợi tình thương của Người đến muôn đời. Qua bao nhiêu thời mình con loan truyền tình Cha chẳng ngơi. Vì Người đã phán tình ta đã ban đứng vững ngàn năm. Trên cõi mây trời ta đã thiếp nặng lòng trung thành. Tình thương của Chúa con sẽ ca ngợi, tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Ta ước giao cùng Người ta đã tròn giữa muôn người. Ta đã đoàn thể cùng nghĩa bọc là nhà David. Và Người đã phán rằng mưu dệ Người đứng vững ngàn năm. Ngài báu của Người ta đã tiếp nằm muôn đời. Tình thương của Ngài suốt năm canh dài, con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Người sẽ thưa rằng lạy Cha muôn loài đấng an bài, nơi con nương tựa và chính là nguồn mạch cứu độ con. Và lòng sùng ái Người sẽ đầy dư mãi mãi chẳng ngưng. Ta đã duy trì lời giao ước này thật lâu dài. Tình thương của Chúa con sẽ ca ngợi, tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Tình thương của Chúa con sẽ ca ngợi, tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Thank you.
muôn ngàn đời con cảm tạ Chúa. Bao ơn lành Chúa đã thương ban, con xin nguyện một đời ghi khắc, giữ trọn lời thề hứa tính trung. Vài nơi đâu chị